Bello. Cho quay mặt lên như này. Aduh. Bôi đi bạn. Bôi bạn. Tết rồi bạn ơi. Thằng kia sao chúng nói? Anh đủ. Vậy thôi. Anh ấy không chống cự nữa rồi. Có chút cái lao mới mất. Ê, mắt cho lông mi đen cái. Ai ôi, túng tóc, giật tai, tát tứ tớp. Ai mau có chuyện để kẻ lông mày. Ừ, gì? Ai lồi. Đánh mắt. Cái này đánh mắt đẹp là Ấn Độ rồi. Đây. Đừng. Ấn Độ.